dựa theo cái mong muốn của rất nhiều bác muốn làm một cái tay voi đẹp đẳng cấp ấy, nhưng mà nó lại dễ lo chùi các bác nhá, nhưng mà nhìn nó lại ngộ nghĩnh đáng yêu và nó rất giống con voi thật. Thì đây em làm ra một cái tay voi như này. Vâng, em Biên xin chào đại gia đình nhà mình, và hôm nay em lại giới thiệu với các bác lại là siêu phẩm các bác nhá. Tiếp theo cái loạt siêu phẩm cả đời, cơ sở nhà em sẽ luôn luôn ra những cái mẫu mới đẳng cấp nhất, đi đầu thị trường, để cho các bác mua đồ gỗ về nhà không phải là các bác chơi đồ gỗ, mà là các bác có thể là thưởng thức nghệ thuật đồ gỗ mỹ nghệ các bác nhá. Đây là em làm những sản phẩm này, nói thật với các bác, làm bằng cái tâm, làm cho những sản phẩm nó đẹp lên, làm cho nâng tầm cái đồ gỗ mỹ nghệ lên các bác nhá. Và đặc biệt là bác nào mà yêu thích đồ gỗ mỹ nghệ, yêu thích hàng đẳng cấp thực sự, đây sẽ là những cái mẫu đấy các bác nhìn này, mẫu tay nghê này, mẫu tay voi, là những cái mẫu nó là đỉnh cao nhất từ trước đến nay các bác chưa bao giờ được thưởng thức. Và bây giờ em Biên sẽ hàng ngày, hàng giờ, hàng phút nghĩ ra những cái mẫu mới đáp ứng được tất cả nhu cầu và cái độ sắc nét đỉnh cao của đồ gỗ mỹ nghệ hiện nay. Thì em Biên sẽ cố gắng phát huy hết mọi năng lực của mình, cộng với cả cộng sự của mình là những nghệ nhân đẳng cấp nhất trong giới đồ gỗ, sẽ đưa ra cho các bác những cái mẫu sản phẩm đẹp nhất thị trường, và đặc biệt là với cái giá thành hợp lý nhất. Thì các bác là ủng hộ em thì cho em Biên một like, một nút đăng ký kênh để em có thể động lực mạnh mẽ hơn để làm ra những sản phẩm đẹp hơn nữa phục vụ đại gia đình nhà mình. Có thể các bác mua được, không mua cũng được, nhưng mà các bác thấy yêu thích sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ thì các bác mong muốn đồ gỗ mỹ nghệ nó phát triển sản phẩm đẹp hơn, mẫu mã đẹp hơn, thì cho em xin một like, một nút đăng ký và một nút chuông, và em sẽ có những ưu đãi đặc biệt dành riêng những bác nào mà đăng ký kênh các bác nhá. Còn bây giờ để đi vào chi tiết, ngày hôm nay em giới thiệu các bác một cái tay voi siêu phẩm, em hay gọi đùa nó gọi là cũ cổ cái loại tay voi các bác nhá. Các bác nhìn nó rất là đẹp và đẳng cấp. Đây là một cái mẫu tay voi chiến. Đây các bác nhìn này, đây là một cái mẫu tay voi chiến em làm là từ cái phôi gỗ là cột 12. Nó thể hiện sự dữ dằn của con voi và thể hiện con voi chiến, thể hiện cho những người nào là yêu thích sự mạnh mẽ, sự cá tính trong cuộc sống gia đình thì lên sở hữu cái tay voi như này vào bộ sản phẩm Minh Cổ Voi nhà mình. Cơ sở như em làm đây các bác nhìn này, đục kênh bong tứ diện, đục 4D tứ diện thôi các bác nhá. Bình thường các bác mua cho sản phẩm trên thị trường thì người ta chỉ tỉa cho các bác một mặt thôi và rất xấu. Nói thật với các bác, một mặt nhưng mà nó rất xấu. Nhưng mà cơ sở nhà em đây đục cho các bác nhìn này, các 4 mặt thôi các bác xem này. 4 mặt đẹp luôn và đẳng cấp luôn đấy các bác nhìn kỹ, các bác xem kỹ lại video nhiều lần nhá. Em sẽ nói cho các bác biết đây. Tất cả đều được đục 4 mặt. Voi bước lên đồng tiền thể hiện sự thành công, tài lộc, may mắn đến với gia đình nhà các bác. Nếu các bác sở hữu những cái tay voi này thì nó mang những cái đức tin rất là tốt để cho gia đình nhà mình có thể làm việc thuận lợi và có cái tinh thần tốt khi thực hiện bất cứ một cái dự án hay là mong muốn nào trong cuộc sống, từ công việc, học hành, con cái, gia đình các bác nhá. Và tất cả đều được làm tứ diện đẹp thì em cũng không cần nói nhiều về, các bác nhìn xem video là các bác biết rồi. Tiếp theo, dựa theo cái mong muốn của rất nhiều bác muốn làm một cái tay voi đẹp đẳng cấp ấy, nhưng mà nó lại dễ lo chùi các bác nhá, nhưng mà nhìn nó lại ngộ nghĩnh đáng yêu và nó rất giống con voi thật, thì đây em làm ra một cái tay voi như này. Thì nói thật với các bác là các bác nhìn này nhá, em quay các bác một vòng xem này. Từ phần lưng bình thường các bác mua trên thị trường, cái phần lưng này người ta bỏ luôn, người ta không động chạm gì các bác nhá, người ta để trơn. Đây cơ phần lưng này, cơ sở nhà em đục này, các cái hoa lá tây này, các cái đuôi con voi này, cái phần tựa lưng này, có cả yếm tựa lưng đục trung ngọ này, trên này đầu con voi đục các múi này, các sống lưng chán con voi này, các cái chán này đục nó đẹp như con voi thật, các bác hình dung nó như con voi thật luôn các bác nhá, nó đẹp long lanh đấy. Còn tiếp theo này, đây cái phần sừng này em làm rất tinh tế các bác nhá, nhìn như voi thật nhưng mà nó lại sừng em làm nó lại tù để cho các bác dùng, nó không bị chọc vào quần áo, không bị vướng. Đây và các cái phần chân voi này, các phần đùi voi này, các phần móng voi em làm như con voi thật, và phần dưới này em làm một cái gậy như ý, một cái gậy như ý để thể hiện cái sự may mắn khi các bác sở hữu cái bộ Minh Cổ Voi mà có cái tay voi này, mình sẽ sở hữu được một bộ như ý. Khi con voi này nó được theo như ý như này thì nó sẽ mang một cái ý nghĩa rất là tốt cho gia đình. Khi sử dụng bộ sản phẩm này thì nó sẽ là mọi thứ nó đều thuận lợi, nó đều như ý của các bác thôi nhá. Và cái tay voi này nó thật đấy các bác, khi em mới ra tay như này, rất nhiều chuyên gia về đồ gỗ và rất nhiều khách hàng về có đam mê về đồ gỗ đã nhìn thấy ảnh cái con voi này và có những cái lời khen rất là tuyệt vời cho cái mẫu voi này. Và mẫu voi này qua đây em cũng xin quay video này để giới thiệu cho các bác và nói đến cái mong muốn của cơ sở đồ gỗ Thiên Phú cũng như sưởng gỗ Giá Gốc. Cơ sở nhà em rất mong muốn đưa ra để cho các bác những cái sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, đẳng cấp nhất để các bác sở hữu bộ sản phẩm về nhà mình
nó xứng đáng, và nó mình mua vào sản phẩm về không phải chỉ để ngồi, không phải chỉ để có bộ bàn ghế, mà để được khoe, được thể hiện đẳng cấp với những người đến chơi, những người khách đến chơi với gia đình nhà các bác. Và mình tự hào về bộ bàn ghế mình mua về, mình cảm thấy là bộ sản phẩm của mình nó đẳng cấp và nó khác biệt so với thị trường. Thì các bác là mong muốn sở hữu những sản phẩm đặc biệt khác thường so với thị trường thì các bác có thể yêu cầu trực tiếp cơ sở nhà em thiết kế riêng cho các bác. Cơ sở nhà em có những cái ưu đãi vô cùng đặc biệt, ví dụ như mua cũ đổi mới trả góp 0%, ưu đãi là thiết kế mẫu miễn phí cho tất cả các khách hàng. Đặc biệt là mẫu hòa ra nguyên khối thì cơ sở nhà em sẽ ra mỗi một bộ một mẫu, tức là không bộ nào giống bộ nào, một mình một mẫu, và các bác mua về là độc quyền các bác nhá. Còn bây giờ thì em xin cảm ơn các bác đã lắng nghe và theo dõi em chia sẻ về những tâm tư nguyện vọng của em về những cái mẫu mã sản phẩm mới, đặc biệt là mẫu tay voi ngày hôm nay, nó là nhân vật chính ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến toàn thể đại gia đình nhà mình. Thì các bác nào mong muốn sở hữu thì hãy liên hệ cho em qua số điện thoại trên màn hình. Còn có ý kiến đóng góp gì cho sản phẩm nó đẹp hơn, hay là các bác mong muốn về các cái thắc mắc về đồ gỗ nội thất trong nhà, hoặc là bất cứ những vấn đề gì liên quan đến nội thất trong nhà, đồ gỗ tự nhiên, thì các bác comment phía dưới, em sẽ làm video hoặc gọi điện trực tiếp, hoặc là trả lời các bác trực tiếp trên phần comment ở phía dưới. Còn bây giờ thì em cũng rất là biết ơn các bác đã liên tục vào xem video và ủng hộ cho cơ sở nhà em suốt 7 năm vừa qua về những sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ. Cảm ơn tất cả các khách hàng đã luôn đồng hành, ủng hộ và mua sản phẩm về gia đình nhà mình. Thì cơ sở nhà em qua đây video này em cũng có một cái phần quà, là một cái hộp giấy trị giá 300.000 tặng cho tất cả đại gia đình nhà mình. Các bác chỉ cần comment ở phía dưới thôi, hoặc gọi nhắn tin Zalo trên số điện thoại trên màn hình, nhà em sẽ gửi tặng quà miễn phí đến tận nhà cho tất cả các bác. Thì các bác hãy comment phía dưới số điện thoại hoặc là gọi điện cho hotline trên màn hình cho em nhé. Còn bây giờ thì em xin cảm ơn và sẽ hẹn gặp lại các bác ở những cái siêu phẩm khác đẳng cấp hơn nữa vào lần sau. Xin chào.